Ban tổ chức giải đấu LCK rõ là rất biết cách thu hút sự chú ý từ người xem lên mức tối đa, khi đã 4 mùa giải liên tiếp họ đều xếp cặp đối đầu hấp dẫn nhất giữa T1 và Gen.G ở ngay tuần thi đấu đầu tiên. Cách đây vài ngày, hai kỳ phùng địch thủ xứ Hàn Quốc lại một lần nữa được sắp xếp gặp gỡ nhau, cũng ở tuần đấu mở màn LCK mùa hè 2024. Nhưng có lẽ sau trận đấu đó, lần thất bại thứ 9 liên tiếp của T1 trước Gen.G, cuộc so kè này phần nào đó cũng đã không còn là siêu kinh điển LCK nữa, ít nhất là vào thời điểm hiện tại. Dù vẫn đang ở vị thế nhà đương kim vô địch thế giới, nhưng T1 bằng nhiều cách nào đó lại luôn trở nên rất yếu ớt khi đối đầu với Gen.G. Được rồi, giờ đây cứ mỗi khi đến được trận đấu được cho là siêu kinh điển giữa hai đội, kết quả lại quá sức dễ đoán. Lại một lần nữa thất bại bạc nhược của T1 và lại thêm một chiến thắng vẻ vang nữa dành cho Gen.G trước đối thủ số 1 này là con mồi ưa thích nhất của họ. KT còn hẳn đang rất khao khát một lần T1 đánh bại Gen.G để được nếm trải mùi vị chiến thắng trở lại. Lần cuối cùng điều đó xảy ra đã là vào tháng 5 năm 2023, khi T1 hạ gục Gen.G với tỷ số 3-2 trong khuôn khổ giải đấu giữa mùa Mid-Season Invitational. Trong video ngày hôm nay, hãy cùng MGN Esports ăn mày quá khứ của T1 một chút bằng cách xem băng trận thắng gần nhất của quy đổi LCK giành được trước kỳ phùng địch thủ tại MSI 2023 nhé. Liệu rằng đó có phải là lần cuối cùng mà T1 đánh bại Gen.G hay không? Nhớ để lại cho MGN Esports một like và một subscribe ủng hộ kênh nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Giờ thì vào video thôi. Để dẫn dắt đến cuộc thư hùng giữa T1 và Gen.G ở MSI 2023, trước đó chúng ta phải nhìn lại chặng đường mà cả hai đã đi qua ở đấu trường quốc nội. Sau khi giữ chân được toàn bộ dàn đội hình tài năng vào năm 2023, T1 đã không hề che giấu khát khao giành lại chiếc cúp thế giới mà mình đã đánh mất. Họ gần như hủy diệt hoàn toàn giai đoạn vòng bảng LCK mùa xuân, như muốn chút bỏ cơn giận đã mang từ tận 10 tháng 11 năm trước. Trái với khởi đầu thuận lợi của T1, Gen.G lại phải trải qua một cuộc thay máu đội hình nhẹ. Ruler và Lehens, bộ đôi đường dưới đáng tin cậy đã rời đi, nhưng những người đến thay thế vào khoảng trống này lại là hai cái tên vô danh, Pace và Delight. Gen.G đã quyết định đặt cược một canh bạc vào đội hình này. Kết quả bước đầu cho thấy những điểm tích cực. Pace tuy còn rất trẻ nhưng lại cho thấy một tinh thần thi đấu đầy chững chạc, sắm vai mũ nhọn gánh đội thứ hai bên cạnh Vinh Dọ Lúa Chovy đang ngày càng hoàn thiện lối chơi. Mặc dù cũng phải nhận đến 5 trận thua, nhưng Gen.G vẫn cho thấy sự ổn định của mình khi thắng lợi 13 trận và lọt vào playoff ở vị trí hạng nhì vòng bảng. Khi bước chân vào playoff, trong khi T1 phải trải qua 5 ván đấu nghẹt thở trong trận đại chiến viễn thông với KT Roster mới giành được thắng lợi, thì Gen.G dễ dàng đả bại Hàng Qua Live vì Super Team đánh như đi vệ sinh vào mắt người xem. Kết quả này đưa cả hai tiếp tục chạm trán nhau ở chung kết nhánh thắng. Trong trận tái ngộ này, T1 trở nên lọc lõi hơn nhiều sau những thất bại cay đắng và dễ dàng đè bẹp Gen.G chỉ với 4 ván đấu. Với sự ao trình của mình ở thời điểm này, họ cũng gần như đã chạm một tay lên chiếc cúp vô địch LCK mùa xuân. Đúng như dự đoán, Gen.G đã bơi trở lại vào trận chung kết tổng, đánh dấu lần thứ 3 liên tiếp cùng T1 tấu khúc nhạc tấm lòng son. Tưởng đâu rằng sẽ là một chiến thắng dễ dàng nữa cho T1, giúp chiến hạm đỏ lên ngôi vô địch quốc nội lần thứ 11. Nhưng nào có ai ngờ, chỉ sau một tuần ngắn ngủi, cán cân lại đảo chiều hoàn toàn. Gen.G hóa thần trong trận chung kết, trong khi T1 lại nhạt nhòa như cái bóng của chính họ suốt phần mùa giải trước đó. Sau 4 ván đấu, Gen.G đánh bại T1 với tỷ số 3-1 để trở thành vua mùa xuân một cách đầy xứng đáng. Thể thức mới của giải đấu MSI lần đầu tiên được áp dụng vào năm 2023 giúp cả Gen.G lẫn T1 đều có vé đến London tham dự giải đấu, thay vì chỉ nhà vô địch quốc nội như trước. Ngày ra quân, Gen.G và T1 đều chạm đến những nhà cái đến từ châu Âu. Cả hai cũng giành cho mình các chiến thắng cực kỳ dễ dàng. Gen.G đánh bại G2 Esports sau 4 ván đấu. T1 thậm chí còn tàn bạo hơn khi hủy diệt Mad Lions với tỷ số 3-0. Trong đó có một chiến thắng nhanh kỷ lục chỉ 16 phút 47 giây vì Faker đã lỡ đặt đồ ăn tối. Sau lượt trận đầu tiên, ban tổ chức sẽ bốc thăm để xác định các cặp tiếp theo. Và như một sự sắp đặt chớ trêu của định mệnh, những lá thăm may rủi đã đưa T1 và Gen.G đụng độ nhau ở nhánh thắng. Cuộc tái ngộ quá sớm này giữa hai kỳ phùng địch thủ xứ Kim Chi khiến người xem tỏ ra rất hào hứng. Gen.G có thể vẫn rất mạnh kể từ khi giành ngôi vô địch Hàn Quốc, nhưng T1 với những thay đổi chiến thuật ở MSI cũng ngày càng trở nên hoàn thiện. Nhiều người đã tin rằng lần gặp gỡ này kết quả sẽ không còn là một trận thắng dễ dàng cho Gen.G như trước nữa. Ngày ván đầu tiên, T1 đã cho thấy sự thích nghi của họ khi nhanh chóng khóa vào xạ thủ hạng nặng Jinx và 4 vị tướng hỗ trợ, hình thành bộ khung nhất xạ tứ nô trong truyền thuyết, đội hình hàng đầu ở meta MSI 2023. Ở phía ngược lại, Gen.G dường như cũng lường trước đối thủ sẽ chọn sử dụng sách lược này. Họ chủ động lấy sớm Ahri và Wukong, sau đó chốt thêm Raken để có những vị tướng mở rào tranh mạnh. Để khắc chế phần nào Sion trong tay Zeus, Doran đã chọn thợ cắt tóc Gwen, tướng có khả năng cắt xuyên chống chịu với lượng sát thương chuẩn. Với đội hình càng lướt cực khỏe như thế này, ý đồ của Gen.G là gây áp lực và bắt chết Gumayusi càng sớm càng tốt trong giao tranh, khiến T1 không còn nguồn sát thương nào nữa. Ở những giây phút ban đầu, Gen.G đã có được lợi thế nhỏ nhỏ. Meta tại MSI khi đó khuyến khích tướng đường trên khởi đầu cùng với bộ đôi đường dưới, hy sinh chút tài nguyên đầu trận để hỗ trợ tối đa cho xạ thủ chủ lực. Cặp bot T1 trong một phút bất cẩn có lẽ đã quên mất điều này. Khi Zeus đang hỗ trợ Honor cướp bùa đỏ đối phương, Gumayusi và Keria lại di chuyển quá hớ hênh vào bụi cỏ không tầm nhìn.
Pace, Delay và Doran đã phục kích sẵn trong đó, lấy đi tốc biến của cả bộ đôi đường dưới T1. Thế nhưng bốn thành viên áo đỏ đều đang ở xung quanh khu vực này, trong khi Wukong của Pinat lại dọn dẹp cánh rừng trên quá chậm. Juice dẫn đầu hơn nửa đội hình T1 tràn vào trụ, đổi chiến công đầu, lấy 2 điểm hạ gục của Genji, trong đó có một mạng dành cho Guma. Quyết định táo bạo này giúp cho đường dưới T1 giành được lợi thế cực lớn. Phút thứ 6, Pace và Delay để quá cao dù không có một chút tầm nhìn nào. Warner tiếp tục quay trở lại khai thác đường dưới, nhường thắng mạng của Pace cho Guma Yushi. Trận đấu được giảm tốc độ, T1 với những lợi thế từ sớm đã kiểm soát thành công rồng và sứ giả, đồng thời cũng tiện tay thu hoạch luôn 2 mạng hạ gục sau mỗi lần ăn mục tiêu. Genji biết rằng nếu T1 ăn được rồng 2 thì gần như không thể nào ngăn cản đội hình đang tăng tiến sức mạnh của họ. Vì vậy, nhà vô địch LCK quyết tâm lấy bằng được con rồng tiếp theo. Bất chấp T1 đang có lợi thế về mọi mặt, khả năng giao tranh tổng của Genji vẫn rất đáng gờm. T1 phải rất vất vả mới rút lui được toàn mạng, nhưng Guma Yushi thì mất sạch toàn bộ tài nguyên. Genji kiểm soát thành công con rồng quan trọng. Thế trận vẫn được giữ ở mức từ tốn trong 5 phút sau đó. Cả hai đội đều chờ rồng 3, nơi sẽ cho họ cái cớ giao tranh với đối phương. Các thành viên T1 đứng xung quanh rồng và sắp sửa ăn được, như Pinat thể hiện kỹ năng trừng phạt xuất sắc, cướp lấy mục tiêu. Cái giá mà Genji phải trả chính là mạng của người đội trưởng và Delay. Họ làm chậm nhịp tăng tiến sức mạnh của T1, nhưng sau tình huống này, Guma đã có những bước tiến sức mạnh cực nhiều khi sở hữu vô cực kiếm. Nhờ lượng sát thương quá khủng của Guma, T1 không mấy khó khăn để ăn sớm con Baron đầu tiên vào phút 24. Thậm chí anh già Faker chỉ đứng ngoài ngăn cản đối thủ vào cướp mà chưa cần đóng góp tí đam nào. Trước một đối thủ giao tranh tốt như Genji, T1 không hề vội vã mà rất chậm rãi, dùng bùa lợi Baron lấy hết dàn trụ ngoài team bạn và liên tiếp ăn được 2 con rồng đất, giúp bộ ba chống chịu Sion, Poppy và thêm Kench trở nên siêu cứng cáp. Những phút giây sau đó đúng chuẩn là một trận đấu truyền thống của LCK, khi hai đội luôn tìm cách lao vào va chạm nhưng không có ai phải nằm xuống cả. Dù vậy, thế trận đã nằm chắc trong tay T1. Cầm trong tay bùa Baron thứ 2, T1 thử công phá căn cứ địch, nhưng Genji đã phòng ngự rất kiên cường và đẩy lui được đối thủ. Điểm nóng chuyển đến con rồng thứ 6, nơi Warner trừng phạt chính xác để lấy về linh hồn rồng cho T1. Không còn cơ hội nào cho Genji trong ván đấu này nữa. Warner và Faker được cắt cử ngăn chặn Pace và Delay biến về. Còn 3 thành viên còn lại của T1 tiến thẳng vào căn cứ địch, dễ dàng phá hủy nhà chính Genji, mở tỷ số 1-0 khi đồng hồ điểm phút thứ 37. T1 từ một đội với phong cách chơi đầy táo bạo giờ đã trở nên rất thành thạo lối đánh nuôi xạ thủ. Vì vậy khi bước vào cấm chọn ván 2, Genji chắc chắn không để T1 có một đội hình nhất xạ tứ nô đẹp như ván đầu nữa. Nhà vô địch Hàn Quốc nhanh chóng tước đi Jinx và lấy về Gragas cho Doran, cơn ác mộng của T1 ở trận chung kết LCK cách đó không lâu. Đáp trả lại, T1 cũng có chọn một combo bắt người rất tốt là Nocturne và Blitzcrank. Với bộ đôi này thì Jinx dù có tham Kench nuốt vào cũng khó có thể thoát khỏi bàn tay cắp thú của Blitzcrank. Thế khá nguy cho họng pháo chủ lực, Genji liền cho phép Chovy chọn Aurelion Son. Với con rồng lộ này, họ quyết định tất tay với canh bạc kéo trận đấu càng về cuối càng tốt. Giống như ván trước, game đấu này hai đội cũng nhập cuộc cực kỳ cởi mở khiến nhà thi đấu liên tục phải hò reo cổ vũ. Keria dùng bàn tay gắp thú đổi tốc biến với Chovy. Doran cũng bất ngờ có mặt ở đường dưới nhằm mục đích lấy tài nguyên của Guma Yushi. Nhưng bộ ba Genji phối hợp không tốt và xạ thủ T1 chỉ mất tốc hành mà thôi. Tưởng rằng lợi thế sẽ tiếp tục thuộc về T1 khi họ chuẩn bị bánh mì kẹp thịt Genji ở phút thứ 4, nhưng có lẽ T1 đã đánh giá sai ngưỡng sức mạnh và không thể chống đỡ khi Genji quyết định phản công. Keria không tốc biến nên nằm lại, còn Guma Yushi cũng phải mất tốc biến mới đào thoát được. Đến phút thứ 9, sau khi có được sứ giả, T1 liền tăng tốc ở khu vực đường trên và dễ dàng lấy đến 3 mạng hạ gục, gần như tiêu hủy hoàn toàn kế hoạch farm an toàn của hai chủ lực bên phía Genji. Cũng phải kể đến công của Zeus đã phá dịch chuyển của Doran trong tình huống này, giúp T1 đại thắng. Sau đó hai đội có những pha chủ động giao tranh rất cởi mở, nhưng Genji là đội làm tốt hơn. Kỹ năng diện rộng của Aurelion Son kết hợp với một đội hình thuần combat đã khiến bộ khung thiên hướng bắt lẻ bên phía T1 gặp khó. 3 mạng liên tiếp thuộc về Genji càng giúp cho những vị tướng Skelet của họ nhanh chóng gia tăng sức mạnh. Nhận thấy mình đã quá hấp tấp, T1 liền lấy lại sự bình tĩnh để chơi đúng chất đội hình. Bàn tay gắp thú của Keria một lần nữa giúp T1 có lợi thế quân số và dễ dàng thâu tóm con rồng thứ 3 ở phút 18. 3 phút sau, tình huống then chốt của ván đấu diễn ra ở trước khu vực hàng Baron. Genji tưởng như đã bắt lẻ được Faker nhưng anh già lại né quá dẻo, trong khi Pinat dùng chiều quá vô trách nhiệm. T1 liền ập vào, Genji cũng phản công nhưng sát thương lớn nhất của họ là Jinx lại tới quá chậm. Khi Pace tới nơi, Guma Yushi cùng đồng đội đã hủy diệt hoàn toàn Genji với khả năng nhấp nhả quá tốt. Giao tranh thắng lợi tặng kèm một con Baron miễn phí, T1 đã nhanh chóng giành lại ván đấu. Chưa hết, Pace dù mất toàn bộ tài nguyên nhưng lại quá tham lính và bị Zeus cùng Faker tiêu diệt, giúp pha giao tranh chiến thắng của T1 càng thêm phần đậm đà. Với lợi thế đẩy đường từ Baron, T1 lại tiếp tục kiểm soát thành công linh hồn rồng đất, cầm trong tay quá nhiều sức mạnh, các chủ lực dồi dào trang bị ở phút 25, một thời điểm còn quá sớm, T1 gần như đã chắc chắn có được thắng lợi ván đấu này, khi mà Chovy và Pace mỗi người còn chưa mua nổi 2 món đồ lớn. Phút 26, T1 mở giao tranh cuối cùng, giải thoát Genji khỏi cơn ác mộng, bàn tay gắp thú của Keria càng tô điểm thêm cho chiến thắng đậm đà của chiến hạm áo đỏ, tỷ số được nâng lên thành 2-0 với sức mạnh quá áp đảo từ T1. Không có gì để mất, Genji quyết định chuyển sang đội đỏ ở game 3 để có lựa chọn khắc chế.
Và Doran đã sử dụng lượt pick này để lấy Gurna nhằm thắng đường Sion của Zeus, qua đó Rambo sẽ được Chovy sử dụng đi đường giữa. Trong tình thế dựa lực vào tường, Genji đã chơi một đội hình dồi dào sát thương và có thừa công cụ mở những pha giao tranh lớn. Thế nhưng, đọ tay với T1 chưa bao giờ là dễ dàng. Với một tướng rừng ăn thịt như Khazis, Warner đã chủ động những bước di chuyển sớm hơn rất nhiều. Đích đến đầu tiên của kiểm lâm nhà T1 là đường trên, nơi anh cùng với Zeus phối hợp lấy mạng Doran. Mọi nỗ lực phá rối và cướp bóc rừng địch của Genji đều phá sản khi Warner xuất sắc giữ lại toàn bộ mục tiêu cho T1. Không còn cách nào khác, Genji buộc phải giao tranh để lấy con sứ giả. Hai người đi rừng nằm xuống cùng lúc. Mưa tên lửa đẹp của Chovy giúp Genji có lợi thế về người và thành công ăn được sứ giả. Nhưng toàn bộ đội hình T1 lại tập hợp sớm hơn, liên tiếp thu hoạch 4 mạng đầy dễ dàng. Một pha giao tranh có được mục tiêu của Genji, nhưng T1 còn lời hơn rất nhiều với hàng đống tiền từ các điểm hạ gục. Trận đấu thứ 3 liên tiếp có lợi thế sớm trước đối thủ, T1 đã chơi vô cùng tự tin, ép Genji về sâu phần rừng nhà để dễ dàng ăn con rồng thứ hai. Sau 5 phút làm chậm tốc độ, hai đội lại tiếp tục hẹn nhau ở hang rồng 3. Genji là bên chủ động kiểm soát trước và ăn được rồng. Họ cũng muốn mở giao tranh nhưng bất thành, chộp lấy cơ hội Faker cùng đàn em quay trở lại phản công, lấy liền hai xác cho Guma Yuzi giúp xạ thủ T1 tăng tiến sức mạnh khủng khiếp. Nhờ có chủ lực xanh đột biến, T1 lại dễ dàng ăn sớm con Baron ở phút 24 mà Genji không có cách gì để ngăn chặn. Phút 25, ba thành viên Genji cố gắng bắt lẻ Faker nhưng quỷ già đã xuất sắc đổi mạng với Pace, khiến đối thủ không còn cơ hội tranh cướp con rồng đất thứ hai. Lợi thế quá lớn ở mọi mặt, xạ thủ chênh lệch hẳn một trang bị và còn kiểm soát thành công ba con rồng. Chiến thắng 3-0 gọn gàng dường như đã nằm gọn trong tay của T1. Có lẽ vì gần dẫn trước quá sâu, Á quân LCK bắt đầu có những pha xử lý tự tin thái quá. Guma Yuzi và Kyria sau khi phá hủy đường dưới của đối thủ lại không rút lui mà tiếp tục ở lại giao tranh, rồi cúng luôn hai mạng giá trị cho Pace. Sai lầm này khiến cho những nỗ lực ngăn chặn Chovy biến về của Zeus và Faker thành công cốc, còn Pace thì như từ cõi chết trở về với một túi tiền dày cộm. Phút 28 tiếp tục là một pha giao tranh hỗn loạn nữa giữa hai đội. Faker bị bắt lẻ sớm nằm xuống kéo theo Kyria chết chùm. Nhưng Guma có mặt kịp thời để một mình bắn gục cả bốn thành viên của Genji, chứng minh sức mạnh bá đạo của Aphelios 200 năm cân bằng. Zeus và Warner còn rất nhiều máu, trong khi phía bên kia tuyển thủ sống sót duy nhất là Chovy chỉ có đúng một giọt. Lẽ ra bộ đôi T1 có thừa thời gian để lấy ít nhất một trụ bảo vệ nhà chính trước khi Chovy bơm đầy máu, nhưng họ lại quyết định sẽ lao vào giết Chovy rồi kết thúc luôn trận đấu. Lựa chọn có phần hấp tấp này đã trở thành sai lầm vì Zeus và Warner bị trụ bắn quá nhiều. Còn phía bên kia, Chovy chứng minh vì sao anh là tuyển thủ tay to nhất lịch sử khi mở cửa hàng lên, mua đồng hồ ngưng động và kích hoạt chỉ trong tích tắc ngay khi vừa bước chân vào bệ đá cổ. 2.5 giây hóa vàng của Chovy đã khiến cho Warner bị trụ bắn chết. Sau khi hồi máu lại trong nhà, anh Vinh dọn lúa liền tiến ra hạ gục nốt Zeus, phòng ngự thành công căn cứ của Genji với một pha xử lý quá điên rồ. Như vỡ được vàng từ sai lầm ngớ ngẩn của đối thủ, Genji liền tiến ra thẳng ra hang Baron, kiểm soát thành công bùa lợi này và lần lượt quét sạch các chủ lực T1 cố gắng tiến ra ngăn cản. Không hề do dự, Genji tiếp tục chạy thẳng vào căn cứ T1, phá hủy nhà chính để kết thúc luôn ván đấu, rút ngắn tỷ số cặp BO5 xuống còn 1-2. Giành thắng lợi không tưởng trong một ván đấu tưởng như đã kết thúc với thắng lợi 3-0 cho T1, sự tự tin của Genji đã trở lại mạnh mẽ ở game đấu thứ tư. Cả hai đội tuyển này đều về đội hình nhất xạ tứ nô, tâm điểm sẽ tiếp tục là kèo đấu súng giữa Jinx và Aphelios, hai xạ thủ hàng đầu của meta MSI khi đó. Phút thứ 6, Chovy cho thấy khả năng khắc chế Ari của Faker bằng chiếc tướng Lissandra. Anh Vinh phối hợp cùng với Peanut lấy mạng Quỷ Vương ở đường giữa nhưng pha truy bắt này lại hơi tốn thời gian, giúp Warner kiểm soát gọn gàng rồng 1. Chỉ một phút sau đó, đến lượt T1 trả đũa khi Warner và Faker tiễn Peanut lên bảng. Đồng thời, Zeus cũng có một pha solo kill đầy xô thịt trước Doran. Nhưng trái với cánh trên thi đấu chủ động, đường dưới của T1 lại không ổn tí nào trong ván đấu này. Guma Yuzi và Kyria liên tục bị khai thác, những mạng hạng gục quý giá cứ thế chảy vào túi Pace, giúp cho con Jinx của chàng xạ thủ trẻ này trở nên béo tốt. Những phút thi đấu sau đó là cuộc chiến bắt lẻ giữa hai đội, các tuyển thủ thay nhau bắt bớ đối phương, nhưng kết quả chung cuộc lại có lợi hẳn cho Genji khi hai chủ lực Chovy cùng với Pace liên tục ăn mạng và sở hữu lượng trang bị vượt trội. Chỉ mới ở những phút 20, khả năng kiểm soát triệt để của Genji đã giúp họ dẫn trước T1 đến 6.000 vàng. Cộng thêm với hai bùa lợi dòng hóa kỹ, chiến thắng ván đấu chắc chắn sẽ thuộc về nhà vô địch LCK. Đúng như dự đoán, trong pha giao tranh tổng ở đường giữa phút 25, Genji đã quét gần sạch T1 đầy dễ dàng để ăn Baron. Thế nhưng T1 vẫn rất kiên cường chống cự, nỗ lực tối đa của họ đã shut down được Pace và mang về một pha giao tranh có lời ở tình huống ngay sau đó. Dù vậy, như thế vẫn là quá ít và quá muộn cho T1 để lật kèo thành công trước Genji trong ván đấu này. Phút 30, Pace lại suýt bị sốc chết. Nhưng lần này, đến lượt Peanut và Chovy lên tiếng. Phối hợp trong khống chế hủy diệt hoàn toàn đội hình T1, tỷ số được cân bằng 2 đều và trận siêu kinh điển Hàn Quốc trên đất London sẽ cần đến ván 5 để phân định thắng bại. Giờ đây là một cuộc chơi BO1, vì vậy cả hai sẽ phải tung ra những gì tốt nhất của mình. Guma Yuzi và Kyria khóa vào cặp Uyên Ương, Saya Raken chứ danh. Chovy chọn Ahri, D-Line lấy về Alistar thương hiệu. Một chút bất ngờ là Pace lại pick Aphelios thay vì Jinx mà anh đã sử dụng khá tốt ở những ván trước. Trong lần hiếm hoi Cassante được thả ra trong cặp trận này, Faker đã không ngần ngại chọn đầu tiên, sẵn sàng dùng con tốn lường tung hoành khu vực đường giữa.
Vì tính chất căng thẳng của ván đấu thứ 5, đến tận phút thứ 9 vẫn chưa có ai nằm xuống. Ngay sau khi ăn được dòng 1, T1 cảm thấy hỏa hoãn như vậy là đủ. Warner liền xuống thẳng đường dưới cùng Gumayusi và Keria băng trụ lấy chiến công đầu. Nhưng chỉ một phút sau, cũng chính Warner đã quá tự tin trong khi cặp bot T1 không hề đứng sau hỗ trợ anh. Hậu quả là D-Line cùng với Peanut liền tấn công gỡ lại một mạng hạ gục của rừng T1. Phút 11, giữa thế trận cực kỳ căng thẳng giữa hai đội, Quỷ Vương Faker đã thực hiện một trong những pha đào thoát hay nhất sự nghiệp, khiến Peanut và Chovy thành hai gã hề, còn khán phòng thì không ngừng hò reo phấn khích. All right, well, that is a heroic charge. Faker in a bit of trouble here, but does manage to mitigate some of that CC, goes all out onto Peanut, now just trying to fight the Poppy. Chovy, though, is going to make his way through. Faker still alive for the moment. Flash! He'll survive! Sau đó tiếp tục là tình thế giằng co một cách nghẹt thở giữa hai đội tuyển. Không hề có một pha quyết định liều lĩnh nào được đưa ra, chỉ có các hạng mục tiêu lớn mới là cái cớ xảy ra những pha giao tranh lớn. Việc T1 kiểm soát được toàn bộ rộng và sứ giả đã khiến Gen G nổ nóng. Họ phải bỏ ra rất nhiều tài nguyên để liên tục thu về hai mạng hạ gục theo Chovy nhờ các pha bắt lẻ thành công. Tiếp tục là một sự căng thẳng tột độ đến tận phút 25, khiến nhiều người xem trực tiếp phải chuyển gấp oxy. Nhưng dù lượng tiền và trang bị không hề bị chênh lệch, Gen G mới là những người phải vội. T1 đã có 3 dòng nguyên tố chuẩn bị đạt ngưỡng thủy long hồn. Nếu viễn cảnh đó xảy ra, Gen G gần như cầm chắc thất bại trước một linh hồn rồng quá mạnh. Nhưng nếu đánh đổi rồng để T1 lấy Baron, họ cũng sẽ bị chèn ép đến tắc thở. Vì vậy cả hai đội đều rất chần chừ trong quyết định tiếp theo của mình khi hai mục tiêu lớn đều có mặt trên bản đồ. Và rồi tại khu vực đường giữa, ngay khi thấy Gumayusi di chuyển hơi tự tin, D-Line đã chớp lấy thời cơ và mở giao tranh. Nhưng đáng tiếc cho Gen G, đó lại là một trong những pha combat đẹp nhất mà T1 đã từng đánh. Không lấy được bất kỳ một tài nguyên gì lớn cả, Gen G lại quay trở lại với khu vực hang rồng. D-Line vào vị trí, anh ta mở đúng vào người của Gumayusi, bắt buộc phải tung bão tối nổi dậy. Bay đang tìm cách để bắn, anh tranh dạng lớn trúng vào Gumayusi nhưng không có đủ sát thương dứt điểm. Hai mạng dành cho Honor, Peanut bị giữ chân lại. Phía bên này Gumayusi không được chơi game với Faker, dứt điểm anh ta. Và toàn bộ đội hình của bên phía Gen G đã bị hủy diệt, chỉ còn một mình D-Line mà thôi. 37 giây còn lại, T1 có thể dứt điểm được ván đấu thứ 5 này hay không? D-Line và Doran đã vào vị trí rất tốt, nhưng Keria với bộ pháp thần tốc đã vô hiệu hóa hoàn toàn các hai tướng tiền phòng của Gen G cùng với cả Jovi, tạo tối đa điều kiện cho Warner thiêu cháy đội hình đối phương. Phía bên này, Gumayusi không được chơi game bởi vì Faker dứt điểm anh ta. Chỉ bằng một pha giao tranh duy nhất, T1 đã có được chiến thắng chung cuộc đầy kịch tính cho Gen G, khép lại một trong những trận đấu hay nhất giữa hai kỳ phùng địch thủ xứ Hàn. Ngày hôm đó, T1 quả thật đã thể hiện một phong độ cực kỳ cao khi áp đảo Gen G trong phần lớn thời gian trận đấu. Nếu như không quá chủ quan ở game 3, có lẽ tỷ số đã là 3-0 trắng và T1 sẽ có màn trả thù còn gọn gàng hơn. Dù vậy cũng không thể phủ nhận, Gen G với siêu sao hạt nhân Chovy luôn là một đội tuyển rất đáng gờm dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Họ chỉ để thua trước T1 vì những khoảnh khắc tỏa sáng quá xuất thần của địch thủ mà thôi. Nhưng đáng tiếc, chiến thắng vẻ vang ngày hôm đó đến nay vẫn đang là lần gần nhất mà T1 đánh bại Gen G. Suốt 9 cuộc chạm trán kể từ sau MSI 2023, T1 vẫn chưa được nếm trả lại mùi vị thắng lợi cho Gen G là như thế nào. Nếu kết quả đối đầu giữa hai đội vẫn cứ tiếp tục chênh lệch thì thực sự rất đáng tiếc cho một trong những đối thủ siêu kinh điển nhất của Liên minh huyền thoại. Liệu rằng đó đã lần cuối cùng T1 hạ gục được Gen G hay không? Chúng ta hãy cùng chờ xem những màn trình diễn của hai kỳ phùng địch thủ trong phần còn lại của mùa giải để biết được câu trả lời chính xác nhất.